còn tiền không? Ba lại bị lừa tiền rồi. Con nói cái gì vậy? Sao mẹ đánh con? Trời ơi, mẹ đã nói với con rồi, để xong sinh nhật của anh hai con đi, rồi con muốn nói cái gì đó con nói. Bây giờ con cứ phải đưa cái chuyện này ra ngay cái buổi sinh nhật này mới vừa bụng con hay sao vậy My? Sao vậy ba? Lần này còn lớn chuyện hơn. Chủ nhà đang đòi lại mặt bằng của mẹ cơ. Nếu muốn ký tiếp phải đóng trước 1 năm tiền nhà, 160 triệu đó. Nhưng bà lại làm mất hết tiền rồi. Em cũng hết sạch tiền rồi. Anh còn tiền không? Đi ra đây. Anh làm gì còn tiền chứ? Lại không có tiền. Sao lúc nào hỏi tới anh hai cũng nói không có tiền hết vậy? Trời ơi, cái con nhỏ này. Trời ơi. Anh làm luật sư bao nhiêu năm mà vẫn không có tiền. Anh có tiền mặc đồ đẹp, đi xe sang, mà vẫn không có tiền cho ba mẹ là sao? Trời ơi, cái con nhỏ này thiệt. Mẹ đã nói là con thui năm đi. Năm ngoái ba gây chuyện chỉ có một mình em lo cho ba. Sao thích kiểu vậy? Trời, cái con này. Mẹ đã nói là con im đi ngay lập tức. Còn mẹ nữa, mới hồi nãy mà còn khóc lóc đòi sống đòi chết, mà anh hai về một cái á, là mẹ đổi nón lên rồi hát hò như trẻ con vậy. Ủa chứ bây giờ con muốn mẹ làm sao? Hả? Con muốn á, là giờ mẹ phải khóc lóc hay là mẹ phải đập đầu vô cái bàn này nè, hả? Cho nó xịt máu ra. Đúng cái lúc sinh nhật của anh hai con thì con mới vừa lòng. Nói cho mẹ nghe đi. Mẹ lúc nào cũng chỉ anh hai. Mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Mẹ không nghĩ cho con thì làm sao mẹ nuôi con tới giờ phút này? Không nghĩ cho con thì làm sao mà con được như ngày hôm nay hả? Thôi mà em ơi. Ông nín đi. Mẹ đừng có hét lên với ba. Chuyện này cũng có lỗi của mẹ đó. Con nói gì vậy? Chính vì mẹ lúc nào cũng tiền nên ba mới tìm đủ mọi cách làm ăn. Ba muốn kiếm tiền nên mới bị người ta lừa. Ủa, rồi rốt cuộc á, ở trong cái nhà này á, tất cả mọi tội lỗi là do tôi hết hả? Hay gì? Cũng tại mẹ lúc nào cũng tiền nên con mới phải đi làm sớm. Con muốn học đại học cũng không dám đi, vì sợ nhà mình không có tiền. Mày đi dành tiền cho thầy đi học. Anh đừng có bực mình với em. Em nói có chỗ nào không đúng hả? Lúc anh đi học em phải phụ mẹ lo tiền học phí cho anh đó. Chưa kể tiền thuốc cho bà nội nữa. Anh đã đem được một đồng nào về cho cái nhà này chưa? Bây giờ con nói như vậy có nghĩa là toàn bộ mọi người trong cái gia đình này là đều phải nhờ cho tiền của con đúng không? Thôi đi. Tại sao mày lại sinh ra con? Mày thương một mình anh hai thôi thì mày sinh anh hai được rồi. Mày sinh thêm con làm gì vậy? Khi ba mẹ già đi, anh sẽ chăm lo cho ba mẹ. Còn em á, em lấy chồng xong em về nhà chồng thôi. Anh là người đàn ông duy nhất trong gia đình này buộc phải thành công. Thì ra không biết tôi là ai đúng không? Thích tôi rồi chứ gì? Được, hôm nay tôi trả thù cho mà biết. Mày yên tâm đi, con gái mày làm được mà. Có tiền cái gì cũng làm được hết. Đúng là mày cô đầu mò. Rồi thời gian trôi có biết tháng năm phai dấu thanh xuân. Một mình sương khuya sớm tối cho con, vì với mẹ yêu thương là để cho đi cả cuộc đời chẳng giữ lại điều chi. Dù con lớn bay lên trời cao vẫn như đứa bé mẹ
vị, buổi họp báo ra mắt bộ phim Giấc mơ của mẹ sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, chúng ta sẽ ổn định chỗ ngồi và lưu ý chuyển điện thoại sang chế độ rung để chương trình được diễn ra tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hoàng Oanh xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các vị khách quý và đặc biệt là các anh chị đại diện cho các cơ quan truyền thông báo đài đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim Giấc mơ của mẹ ngày hôm nay. Xin chào đón tất cả mọi người ạ. Và kính thưa tất cả quý anh chị, Hoàng Oanh cũng xin được thay mặt đại diện cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe cũng như là những điều an lành nhất đến tất cả các anh chị và gia đình của mình. Một lần nữa cảm ơn các anh chị dù rất là bận rộn nhưng vẫn dành thời gian quý giá của mình để đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều ạ. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi một đoạn video clip giới thiệu sơ nét về bộ phim Giấc mơ của mẹ. Và có lẽ là chúng ta cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng có một người mẹ. Và phụ nữ ai cũng sẽ có lúc trở thành những người mẹ. Chắc chắn là có rất là nhiều tâm tư được chia sẻ trong bộ phim này. Và đặc biệt là có một câu hát mà Hoàng Anh rất là thích. Đó là vì với mẹ yêu thương là để cho đi, cả cuộc đời chẳng giữ lại điều chi. Một câu hát rất là tuyệt vời và trong bài hát vô cùng ý nghĩa, một bài hát chủ đề của bộ phim Giấc mơ của mẹ mang tên Giấc mơ mẹ do ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện. Và ngày hôm nay thì Bùi Lan Hương cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào đón Bùi Lan Hương và rất là cảm ơn giọng hát tuyệt vời cũng như những câu hát rất là ý nghĩa mà giản dị mà bạn đã truyền tải trong ca khúc chủ đề của bộ phim Giấc mơ của mẹ, ca khúc Giấc mơ mẹ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị những điều rất là tuyệt vời trong bộ phim Giấc mơ của mẹ và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng bước vào thế giới giấc mơ của mẹ cùng với chúng tôi nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có thể nói là một ngày mà chúng ta sẽ được gặp gỡ với những người đã rất là tâm huyết làm nên bộ phim này, nhưng mà cũng là một ngày rất là đặc biệt và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý, đại diện nhà đầu tư sản xuất Vion. Xin được trân trọng giới thiệu chị Đinh Thị Nam Phương, Giám đốc Chiến lược Phát triển Nội dung Công ty Cổ phần Vion. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Huân, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vion. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Giám đốc Nội dung Công ty Cổ phần Vion. Về phía ekip sản xuất phim, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Giám đốc sáng tạo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin chào đón đạo diễn Nguyễn Minh Trung. Xin được giới thiệu điều hành sản xuất Đỗ Quang Minh. Xin chào đón biên kịch Trần Duy Linh. Và bên cạnh đó, ekip sản xuất phim của chúng ta còn có đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh và biên kịch Đinh Hoàng Ngọc Khanh. Chúng ta sẽ có thể gặp ở trong một dịp khác của bộ phim Giấc mơ của mẹ, quý vị nha. Về phía diễn viên, Hoàng Anh xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Và xin được chào đón sự xuất hiện của các diễn viên trong bộ phim của chúng ta, diễn viên Nhan Phúc Vinh, Diễm My, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh, Ngân Hòa, Kim Nhã, diễn viên Phi Thanh Vân và bé Bảo Vy. Con ơi đứng lên cho mọi người thấy nào, rất là dễ thương ạ. Dạ, con bé xíu hà, các cô chú ơi. Rồi, xin chào.
Vâng, cảm ơn các diễn viên rất nhiều, cảm ơn bé Bảo Vy rất nhiều. Và thưa quý vị, trong bộ phim của chúng ta còn có sự góp mặt của một người rất quan trọng nữa, đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhưng mà vì lịch trình cá nhân cho nên là cô Hồng Vân đã không đến được với chúng ta ngày hôm nay. Tí nữa thì chúng ta sẽ gặp cô trong một đoạn clip chia sẻ quý vị nha.